Sau đây, tôi xin giới thiệu các bạn cách để điều khiển một nhóm đèn. Bước 1. Chọn các thiết bị đèn có cùng tính năng. Bước 2. Chọn dấu ba chấm góc phải trên cùng màn hình. Bước 3. Chọn tạo nhóm. Ở đây có hai thiết bị, mình có thể chọn đèn 1, đèn 2. Chọn xác nhận. Nhập tên nhóm. Chọn lưu. Như vậy bạn đã hoàn thành thao tác tạo nhóm. Với việc điều khiển nhóm, bạn có thể điều khiển bật tắt tất cả các thiết bị hoặc có thể thay đổi màu sắc, có thể điều khiển thay đổi ánh sáng. Hoặc có thể đặt lịch cho nhóm thiết bị. Như vậy bạn đã hoàn thành thao tác thêm nhóm thiết bị. Đối với các thiết bị khác, bạn làm tương tự.